Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, hiện nay ở miền Bắc, mưa chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ, còn ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, thỉnh thoảng có mưa rông rải rác vài nơi, chứ mưa không diễn ra trên diện rộng. Từ ngày 27 tháng 8, ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Hình thái thời tiết này ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ duy trì từ giờ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Cụ thể, tại thủ đô Hà Nội, từ hôm 28 tháng 8 đến 30 tháng 8, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều sẽ ở mức từ 34 đến 36 độ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ ở mức 40 đến 41 độ, có lúc cao hơn một chút. Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định, Việt Trì có nhiệt độ tương tự hoặc thấp hơn 1 độ C. Bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tức ngày 31 tháng 8, dự báo nhiệt độ ở Đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ bắt đầu giảm. Mặc dù mức giảm chỉ 1 đến 2 độ C trong suốt kỳ nghỉ, nhưng trời cũng sẽ đỡ nóng, thuận lợi hơn để người dân ra ngoài đi chơi, tham quan. Từ giờ đến kỳ nghỉ lễ, ở Hà Nội vẫn có thể có mưa rông rải rác, nhưng chỉ một số khu vực trong thành phố, lượng mưa ít. Trong kỳ nghỉ lễ, lượng mưa ở Hà Nội tăng một chút, tập trung vào chiều tối và tối. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay, 28 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.